Xin chào anh em. Game thì nay ra thêm hai bản mới là Trương Sơn Hoa, Lưu Thiện. Lưu Thiện thì chắc sẽ là mảnh ghép đầu tiên của Hán Thất Trương Tôn gì đấy. Còn Trương Sơn Hoa sẽ là mảnh ghép cuối cùng của team Tư Mã Gia đấy. Thì trước khi vào phân tích thì mình sẽ nói qua một chút về cái tính năng mới. Nói chung cá nhân mình thấy là cũng khá là hay. Đấy là cái tính năng khu vui chơi. Khu vui chơi thì nó sẽ có vài cái. Một là cái luyện binh mã nó khá giống như cái kiểu chơi anh em chơi Pokemon ấy, đấy, Pikachu. Trước hay gọi Pikachu ấy, không biết là mấy anh em khác gọi như nào nhưng mà mình toàn gọi Pikachu thôi. Thứ hai là câu cá. Câu cá chắc là sắp tới sẽ ra thôi. Đấy, thứ ba là trường bắn cung. Trường bắn cung thì nó cũng na ná giống như một số tựa game khác thôi. Nói chung là những cái tính năng này thì mang tính chất là gọi là for fun là nhiều chứ cái phần thưởng thì nó không quá là kia, nó không quá là đáng kể, nhưng mình thấy là nó cũng ở mức được, nhất là dành cho những anh em nào mà thuộc diện là chơi ít tựa game ấy. Nhưng mà cũng mình cũng gọi là để ý cũng nhiều anh em chơi kiểu một tựa game này hoặc là hai tựa game chẳng hạn, cũng toàn những tựa game indie và nhất là tựa game này chơi rất nhiều, đâm ra là ra cái tính năng này thì nhiều khi cũng là cái để anh em gọi là chơi vui vui. Nói chung là cái này chắc là làm thì nó hơi dài, có thể là mình sẽ làm ở một cái phần khác, nhưng mà nói chung tip thì mình cũng chỉ nói qua một chút anh em này. Cái màn hai thì cũng không phải cái gì khó lắm, nhưng mà anh em để ý ấy, thì nó bằng sau rồi, ví dụ như cái quả đào chẳng hạn thì đằng sau sẽ là cái bánh bao, nhưng mà nhiều khi nó rất là lừa. Nói chung là mình thì mình cũng chưa qua màn ba, đâm ra mình cũng chả dám gọi là share cho anh em cái gì cả, nhưng mà cái tip đấy là mình cũng gần qua được màn ba, quả nó hơi đen rồi, là bụi biếc này kia nó hết mất rồi, đâm ra là không gọi là xả búp ở cái vòng 2 bị tốn quá, đâm ra đến vòng 3 thì là tắc ỉa không cố hơn được nữa. Nói chung là anh em gọi là chịu khó cố gắng, cái này thì không nhất thiết anh em cứ phải cố gắng gọi là đi nhanh làm gì cả, anh em cứ bình tĩnh thôi, cứ đi từ từ chậm mà chắc, cái này không nhất thiết là phải gọi nhanh vội vàng cái đâu. Ôi, cái này bỏ qua đi. Với lại nó cũng chỉ có lượt đấy, đây mỗi ngày sẽ được 2 lượt, ngày đầu tiên hình như sẽ được mười mấy lượt đấy, nói chung ngày đầu tiên được nhớ mình cũng phung phí, qua được màn 2 hoặc màn 3 mà anh em phải có vé nhé thì anh em sẽ được thêm một chút vàng. Thấy bảo là qua màn màn 2 thì được 400 nếu mà với trường hợp anh em còn vé nhé, chứ còn nếu mà anh em không còn vé thì gọi chỉ chơi vui thôi, chỉ chơi lấy thành tích thôi. Màn 3 sẽ được 900 vàng và sau này thì anh em gọi là cứ qua màn 3 thì mỗi lần sẽ được 100 thì phải. Đấy. Nói chung là cũng gọi là một cái để gọi là mấy anh em không chơi nhiều tựa game giải trí, có cái gọi là chai hát vui vui. Khi những cái content như bí thạch này kia thì anh em cũng clear hết rồi. Đấy. Thêm nữa, khoe anh em thì em có nhìn đâu. Đấy. Tôi đã dinh về một cao thủ thần hỏa. Dần ra mình thấy là game này nó không còn game Tam Quốc nữa, chuyển thành game tu tiên này. Sắp tới có khi mở ra tính năng độ kiếp phi thăng cũng nên. Nói vui anh em thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ quay vào cái vấn đề chính là phân tích về kỹ năng tướng của Trương Xuân Hoa, mảnh ghép cuối cùng. Mình thì mình cũng có đọc qua một chút mà mình cũng ở vào phần thử tướng thì mình thấy là con này cũng là con gọi là cũng có tiềm năng. Có tiềm năng ở đâu thì chúng ta sẽ vừa đọc vừa phân tích. Đấy. Đầu tiên sẽ là kỹ năng tuyệt kỹ phi đao ảo ảnh. Hiệu quả sát thương đơn, thời gian hồi 12 giây. Có được cái là mình để ý đấu kỹ tuyệt kỹ thời gian hồi khá nhanh. Trương Xuân Hoa ném ra một phi đao mục tiêu lựa chọn. Mục tiêu nhầm. Và chọn ngẫu nhiên hai mục tiêu tướng địch. Gọi ra một ảo ảnh trước mặt gây sát thương một lần bằng 100% công của Trương Xuân Hoa. Với mốc 3 sao thì thêm ấn hạ màn cho tất cả kẻ địch bị trúng kỹ năng này. Tướng mang ấn hạ màn thì miễn thương sẽ giảm 10% và tướng mang ấn hạ màn sẽ bị một cái giải bùa cao. Nói nôm na thì giải bùa cao thì nghĩa là giải tất cả hiệu ứng xấu cho bên ta và hiệu ứng tốt cho bên địch. Đấy. Sơ với cao nó chỉ khác nhau là sơ nó sẽ giải một cái ngẫu nhiên trong tất cả những cái hiệu ứng xấu hoặc là hiệu ứng tốt, còn cao nó giải hết. Nói chung là về mo luôn đấy. Đấy, với mức 4 sao phi đao và ảo ảnh gây sát thương chuẩn cho kẻ địch dưới 3% máu,
Đấy, sát thương chuẩn thì chắc là thôi không phải nói lại nữa, nó cũng khái niệm nó cũng gọi là quá rõ ràng. Với mốc 5 sao thì số ảo ảnh kỹ năng này gọi ra tăng lên 3, và điều kiện để gọi là đặt sát thương chuẩn sẽ là kẻ địch thấp hơn 50% máu. Với mốc 6 sao cũng là mốc cuối cùng, Trương Xuân Hoa gọi ra một ảo ảnh trong vòng 10 giây. Ảo ảnh liên tục xuyên qua các tướng địch, mỗi lần xuyên qua sẽ gây thêm một lần sát thương bằng 100% công của Trương Xuân Hoa và kèm ấn hạ màn. Ảo ảnh không thể được chọn và trong trận đấu chỉ có thể được một ảo ảnh. Mới xuất hiện thì cũ sẽ biến mất. Khi tung tuyệt kỹ này thì đấu kỹ của Trương Xuân Hoa sẽ hồi lại ngay lập tức. Hình như cái ảo ảnh ấy sẽ được tính riêng hoặc là kia phải. Nói chung là cái lúc ấy mình vào phần tử tướng ấy mình thấy là cũng có con ảo ảnh với con Trương Xuân Hoa nó cứ lướt đi lướt lại như kiểu chim truyền cành ấy đấy. Nói chung khá là kia, có thể là mấy cái mốc trên chẳng hạn thì cái ảo ảnh của nó sẽ khá giống như cái phân thân của con gì tim linh linh vật ấy nhỉ. Nói chung là khá khá giống kiểu như thế, thì có thể nó sẽ bị chọn, còn cái này thì nó sẽ không bị chọn và nó sẽ lướt đi lướt lại, khá là vui mắt, cũng gọi là gây sự khó chịu cho bên địch. Tiếp theo là đấu kỹ tập kích dũng mãnh, sát thương đơn và tăng ích. Thời gian hồi có 8 giây thôi. Nói chung con này được cái thời gian hồi kỹ năng khá là nhanh. Trương Xuân Hoa di chuyển về hướng mục tiêu, gây sát thương một lần bằng 150% công. Nếu mục tiêu mang ấn hạ màn thì Trương Xuân Hoa sẽ đánh thường và gây thêm một lượng sát thương bằng 200% công. À, một lượng sát thương chuẩn bằng 200% công. Tinh thông 1 thì sau khi tăng hiệu quả đánh thường này, Trương Xuân Hoa sẽ hồi lại cho bản thân 200%, hồi lại máu bằng 200% công, đồng thời hồi lại kỹ năng này và xóa bỏ ấn hạ màn. Ô thế cái tinh thông 1 cũng ngon đấy. Tại vì hồi lại kỹ năng này mặc dù nó sẽ không được cái nó sẽ không được cái gọi là cái sát thương chuẩn nữa, tại vì nó bị xóa cái ấn hạ màn đi. Xóa đi thì nó chỉ còn 150% công, nhưng mà gọi là cũng khá là kia. Bây giờ nó cứ có thì nó lại xóa đi xong lại thêm đam, nhiều khi cái khả năng thuộc diện nó focus đam của nó lên mục tiêu thì cũng rất là dễ, hoặc là nó sẽ kiểu lướt lướt lung tung ấy. Đấy thì nó sẽ gây rất là khó chịu. Mình thấy cái này nó vẫn là cái vế hay, chứ nó không phải là cái gì đấy nó gọi là quá quá là tù với con này rồi. Với mốc tinh thông 2, mỗi lần tung tuyệt kỹ này tung kỹ năng này sẽ giúp đấu kỹ của Trương Xuân Hoa tăng thêm 20% hiệu quả kéo dài trong vòng 8 giây, mỗi lần sẽ tính riêng. Cái này mình chưa hiểu lắm, mỗi lần tính riêng nhỉ, nghĩa là cũng có khả năng cộng dồn nhưng mà nghĩa là nó không stack với nhau rồi. Ừ mình nghĩ thế, nghĩa là những kiểu nó sẽ tính như một số con ấy, nó cũng có kiểu tính riêng, nghĩa là ví dụ tung tuyệt kỹ lần này thì nó sẽ tính sang một cái khác, còn cái lần trước ấy thì nó hết rồi thì thôi. Nói chung là nó cũng mang tính chất thực diện là nó không stack được, nhưng mà nó cũng sẽ gọi là gia tăng cái khả năng hiệu quả. Và với cái kỹ năng của này thì mình nghĩ là thứ nhất là thời gian hồi là 8 giây, nào nó cũng khớp với thời gian kia. Chưa kể mấy mốc tinh thông 1 thì nó sẽ là hồi lại kỹ năng này ngay lập tức, và hồi lại thì nó cứ bay thôi. Với mốc tinh thông 3, trong thời gian tung tuyệt kỹ này, Trương Xuân Hoa sẽ miễn dịch toàn bộ hiệu ứng khống chế. Cái này mình nghĩ là cái rất là quan trọng, tại vì con những con nhảy ấy, thì nó sẽ giống như một vài con, ví dụ như là Tào Tháo này, xong rồi Bạch Long Triệu Vân này, hoặc là một số con dạng dạng như thế, là nó sẽ bị một cái, nó sẽ bị là cái tối kỵ là nó lao vào kẻ địch, xong rồi nó sẽ bị là mục tiêu bị nhắm đến, có thể sẽ bị ăn đam hoặc sẽ bị ăn khống chế, thì cái kỹ năng này sẽ là miễn dịch khống chế. Dĩ nhiên là cái mốc tinh thông 3 sẽ là mốc rất là quan trọng với con này. Ở trường hợp thì con này với con Tư Mã Ý thì mình cũng đánh giá xem nhau. Nếu mà gọi là anh em roll được con nào cao thì sẽ để con đấy làm carry của team Tư Mã ra. Đấy, còn lại thì chúng ta sẽ mang tính chất gọi là con nào sao thấp hơn thì đành phải gọi là vị trí đạm phụ thôi. Nhưng con này con Tư Mã Ý thì cũng gọi là cái khả năng khó chịu của nó thì rất là kia, nhưng mà con Tư Mã Ý thiên về sát thương đơn. Con này thì cũng kiểu có sát thương đơn nhưng mà nó theo kiểu quấy phá nhiều hơn là cái vấn đề thuộc diện đam focus một mục tiêu. Tư Mã Ý thì mình thấy là cái khả năng nổi trội của nó hơn nếu như ngang sao.
con này chỉ mang tính chất phá quấy. Đấy, nội tại một tình thệ chi thích. Nói chung là mình cũng nói hơi gọi là lạc đề tí, nhưng mà dạo này mình cũng có xem cái hoạt hình 3D. Nói chung không biết là có nhiều anh em thích xem cái chuyên mục hoạt hình 3D không, nhưng mà mình dạo này cũng có xem hoạt hình 3D và cũng xem một bộ là Hỏa Phụng Lưu Nguyên. Thì nói chủ yếu về cái gọi Tam Quốc và về cái gọi là góc nhìn của bên gọi là nhà Tư Mã đấy. Nói chung là anh em mà có chung mục đích, nhầm chung sở thích thì anh em có thể là kia, thì chúng ta sẽ sau là có thể mình sẽ nói một chút về những cái mà mình gọi là kia, kiểu những cái mà mình biết hoặc là những cái mà mình kia, thì mình mới có gọi là có kiến thức để gọi là có thể là chia sẻ giao lưu với anh em được. Thôi quay lại với kỹ năng này. Với nội tại một thì sẽ hiệu quả sát thương đơn, mỗi lần Trương Xuân Hoa tung đấu kỹ có xác suất 6% thêm một lớp phi đao kẻ địch ngẫu nhiên, gây một lần sát thương bằng 200% công của Trương Xuân Hoa và xác suất thêm 50% ấn hạ màn. Cái ấn hạ màn là cái rất là quan trọng. Với mốc tinh thông 1, nếu mục tiêu của kỹ năng này đã mang ấn hạ màn thì phi đao sẽ gây thêm một lần sát thương tương đồng. Tinh thông 2 thì xác suất thêm ấn hạ màn của phi đao này tăng lên 8%. Nói chung là mốc tinh thông 2 cũng đã là một mốc quá cao. Mốc tinh thông 3 sát thương của phi đao chắc chắn sẽ kèm ấn hạ màn. Nói chung nếu mà bảo là với mốc tinh thông thì gọi là mốc quan trọng nhất ấy, thì mình nghĩ là mốc tinh thông 1. Tại vì nó sẽ thêm một lần sát thương. 5% thêm ấn hạ màn cũng là mức nhiều rồi. Tựa game này mình thấy 5% là nhiều lắm. Nó không không như một số tựa game khác. Tựa game khác lắm khi 8% ông tung 4 lần kỹ năng ông cũng chưa thấy kích hoạt cả. Nhưng mà với tựa game này thì mình thấy là cái tỷ lệ nó rất là cao. Mười mấy phần trăm, nhiều khi là anh em đánh tầm 4 trận nó cũng xuất hiện đến 2 lần rồi. Kiểu kiểu như vậy. Còn nếu mà ngon hơn thì là tinh thông 2, còn con mình nghĩ là con này chỉ tinh thông 1 là cũng gọi là ok đủ xài với cái nội tại 1 rồi. Với nội tại 2, tuyên mục Phụng Nghi chủ yếu sẽ là tăng ích và binh đoàn, với mỗi một bộ binh trong trận sẽ tăng miễn thương của Trương Xuân Hoa lên 6,5%. Mấy con này sao tăng nó tỷ lệ nó nhiều ấy nhỉ? Với mốc tinh thông 1 thì trong trận đấu có trong trận có một tướng địch thấp hơn 5% máu, bộ thương của Trương Xuân Hoa sẽ tăng 12%, với mốc tinh thông 2 sẽ là 24% và mốc tinh thông 3 sẽ là 36%. Lượng máu yêu cầu vẫn giữ nguyên. Nói chung là cái tăng bộ thương với miễn thương này thì đều là ngon. Và cái điều kiện thì mình nghĩ là nó cũng không phải là khó, tại vì với cái gia tộc Tư Mã thì nó cũng toàn những con đam to cả. Nên ra khả năng kéo máu của đối phương xuống ngưỡng máu tử hoặc là cái mức máu để chúng ta kích hoạt được cái điều kiện ấy, thì không không phải là cái gì khó đấy. Với nội tại 3 cuối cùng, nội tại cuối cùng bộ thủy nhất chiến hiệu quả tăng ích, tướng địch trong trận mỗi lần mang ấn hạ màn bộ thương của Trương Xuân Hoa tăng 20%. Cái mốc này rất là quan trọng, nhưng mà con này nó bị một cái này. Nếu mà anh em muốn gọi là ấn hạ màn này kia nhiều thì anh em phải ít nhất đi thông 2 của cái này thì mình mới thấy là nó khả năng nó sẽ nhiều. Chứ còn cái về cái tuyệt kỹ hay đấu kỹ, nhất là đấu kỹ nó lại có cái vế này, là sẽ xóa bỏ cái ấn hạ màn, đâm ra là nhiều khi nó hơi bóp dái. Nhưng mà mình nghĩ là cái khả năng nếu mà anh em tinh thông cao này kia với cái kỹ năng của con này nó lướt loạn lên thì nó sẽ găm cái ấn hạ màn rất là nhiều. Mình nghĩ khoảng tầm 3 ấn hạ màn nó cũng lượng bộ thương này kia cũng tăng được tầm 60, có thể là 8%, thế là cũng là con số rất là nhiều rồi. Với mốc tinh thông 1, lần đầu máu của Trương Xuân Hoa thấp hơn 5% sẽ tung một lần tuyệt kỹ. Mốc tinh thông 2, khi Trương Xuân Hoa chịu sát thương không dưới 5% máu, không dưới 5% máu của bản thân sẽ tiến vào trạng thái không bị lựa chọn trong vòng 2 giây. Cái này rất là cái này một cái rất là quan trọng nhé. Tại vì như mình nói ấy, là những cái con tướng mà lao lên bằng trước ấy, nó kiểu nó dạng thu hút hỏa lực ấy, thì nó sẽ bị một cái là dễ bị ăn đam và bị ăn khống chế, nhất là ăn đam. Khi anh em đi PvP thì có thể là lính bộ binh hoặc cái này kia thì nó còn đỡ, chứ còn đi PvE đánh quái ấy, thì
nó bọn cung nó chỉ cần tầm hai đạo, nó nhìn lên mặt nó sấy một cái có khi cũng bay màu, chứ không cần nói ba đạo. Càng lên cao lính cung nó càng cái nỗi ác mộng. Đâm ra là vì sao mình tựa game này mình hay nói cái vấn đề dọn lính là cái rất là quan trọng khi đi PvE đấy, là thế. Nói chung cái mốc tinh không hai mình nghĩ là cái mốc cực kỳ quan trọng đối với con này, nó sẽ giúp cái khả năng thuộc diện bảo hiểm nó sẽ không bị nhắm đến chết sốc này kia nữa. Với mốc tinh thông ba, điều kiện được tung tuyệt kỹ của kiểu kiểu gọi là thấp máu ấy, thì sẽ tăng từ 50 đến 70%. Nói chung cái khả năng nó sẽ dễ hơn, nhưng mà mình nghĩ không cần. Thật ra thì cái mốc 50 là cũng là mốc cũng gọi là được rồi, nó không phải như một số con khác. Một số con khác nó sẽ là mất bao nhiêu phần trăm máu thì sẽ là tung một lần tuyệt kỹ, con này chỉ là một trận một lần, đâm ra là cũng không quan trọng lắm. Tinh thông hai mình thấy là cái mốc cực kỳ quan trọng, còn ba thì không quá đáng kể. Tiếp theo chúng ta sẽ xem một chút về cái kỹ năng của nó đi. Ở phần thủ tướng cái con Lưu Hiệp thì nói chung mình có gọi là vào cái phần kia thì mình thấy nó hơi phèn, dạng kiểu cái mình cũng đọc qua một cái búp Hán Thất Dương Tôn với lại cái con Lưu Bị Lưu Thiện ấy, thì mình thấy là cũng không quá đáng kể. Nói chung là dĩ nhiên nó sẽ kết hợp với nhau thì nó cũng sẽ rất là ngon. Lúc đầu thì chúng ta sẽ xem ở trường hợp là Trương Xuân Hoa sẽ là đánh đơn chỉ một mình thôi, ấy bay 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 đấy như chim truyền cành. Nhưng mà nói chung cái lượng sát thương của con này mình thấy là nó cũng không không phải là qua to lắm, chủ yếu cái khả năng thuộc diện là nó bay nhảy khó chịu kia thôi. Có cái là con này thì nó đa phần là kỹ năng của nó là đam, nó không có kỹ năng gọi là mang tính chất có tí khống chế gì cả. Ngoài cái tuyệt kỹ thì có cái giải bùa cao. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái này sẽ là với tất cả ba ba mảnh ghép của gia tộc Tư Mã. Cái này thì đánh thì địch nói chung là cũng cũng gọi là hiểu nó set up đội hình tán loạn đấy, nhưng mà mình thấy là cái gia tộc Tư Mã thì nó nói chung là nó vẫn chỉ thiên về đam, chứ còn về cái khả năng chống chịu thì nó không có. Nhưng mà gọi bù trừ thôi, bây giờ ông đã đam to ông còn đòi chống chịu thì chó chơi đấy. Cái con Tư Mã Chiêu thì mình thấy không khác gì cái con trình dục đấy, nó phun các bạn. Máy dạo này kia quá, đâm ra hơi lag, anh em thông cảm. Ấy, pop 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 nhiều 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 nhiều. Con này nó dạng kiểu trình dục Pro Max mà. Nó đái đái đái, nó đái. Đái 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 đái. Về tổng thể lượng đam cao nhất dĩ nhiên vẫn là Tư Mã Ý. Vì Tư Mã Ý là cái con thực hiện là cái lượng đam focus mục tiêu của nó rất là khổng lồ. Tiếp theo là Tư Mã Chiêu và Trương Xuân Hoa cũng lượng đam xem nhau, nhưng mà Tư Mã Chiêu sẽ nhỉnh hơn vì nó đứng đằng xa, nó xả sát thương, nó không bị ảnh hưởng gì quá nhiều. Trương Xuân Hoa thì mình cũng có thử ở lần trước, mình có thử, nói chung lượng đam nó cũng không phải là qua cao lắm, chủ yếu nó gọi là gây khả năng khó chịu thôi. Nhưng ba con này kết hợp với nhau, thứ nhất là nó sẽ kích được cái búp duyên của gia tộc Tư Mã, cái thứ hai nữa là ba con này đều là ba con đam, đâm ra là nó sẽ có một cái rất là hay là nó khả năng kéo máu của đối phương xuống cái ngưỡng báo động để phe tao có thể kích hoạt những cái kỹ năng cần thiết, ví dụ như kiểu máu đối phương càng giảm sẽ được nhận cái bội thương miễn thương hoặc là kỹ thương vân vân này kia đấy, thì nó là một cái mình nghĩ là nó rất là cần thiết. Nói chung là cái gia tộc Tư Mã là một cái búp duyên mình thấy là khá ngon. Một cái là dạo này mình hết tài nguyên, đâm ra là mình cũng chỉ đợt vừa rồi thì có roll, mình cũng nói roll được một phát 10, thế ra Tư Mã Ý vừa rồi thì cũng gọi là làm tí danh tướng xuất hiện để kiếm nốt con Tư Mã Chiêu. Còn Trương Xuân Hoa thì mình thấy nó không có búp duyên, đâm ra chả khả năng, chắc sau này sẽ tính sau.
Với lại cơ bản bây giờ mấy cái con mấy cái con với cơ bản đấy, bây giờ mình mấy cái con của mình, cái mấy cái con đấy của mình ấy, chỉ mới 3 sao, đâm ra nó cũng chả giải quyết vấn đề gì mấy. Ví dụ như của bây giờ nó kiểu còn thiếu được nâng búp duyên chẳng hạn thì mình còn cố, chứ còn nếu mà không thì khó. Đấy. Đây một con này mình cũng đã chưa có búp duyên. Nó số búp duyên nó chỉ tăng có 2% thôi, nhưng mà nó cho tất cả tướng thì nó cũng lên lực chiến khá là nhiều. Nói chung cái này thì sẽ nâng búp duyên con này, có thể là sẽ xem tình hình. Đợt vừa rồi đợt này nó ra mấy cái vần linh tinh này nó khá nhiều phù, đâm ra là cũng lên chút, chắc làm tí gacha đi. Đợt vừa rồi mình cũng tập trung vào cái vấn đề là cái này, cái này hình như có cái bảo hiểm, à có cái rune sẽ được nhận thêm quà cũng được. Xem là 5 ngày, 5 ngày à, thôi kệ đi. Chắc là mỗi ngày mình sẽ roll 10 lần. Tại đợt trước là nói hơi lan man tí, đợt trước là mình gọi là cố gắng roll nốt con tôn quyền đến 6 sao. Tại con tôn quyền đến 6 sao nó sẽ gánh được cái content của bên ải bí thạch của Ngô. Mới chưa kể là à nhầm, cái hồng ngọc của Ngô, chưa kể bí thạch thì con tôn quyền đúng là con mình thấy là rất là ngon. Nên đâm ra là cố, mà chả hiểu sao để hai con tôn quyền Tào Tháo nó toàn ra Tào Tháo, đéo ra tôn quyền. Đợt vừa rồi bao nhiêu tài nguyên dồn hết vào cái vấn đề rune ước nguyện. Trước thì có Bạch Long Triệu Vân với Trục Hổ Điển Vi, sau thì tôn quyền, đâm ra là hơi đã tốn. Giờ thì cũng nói chung cũng êm ấm rồi, giờ hai con Tào Tháo là 6 sao, chủ yếu bây giờ mình kiếm chân cơ. Chân cơ 6 sao thì đi PvE nó sẽ rất là dễ, tại vì nó cũng có búp bất bất tử đấy. Thôi video cũng dài, mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp anh em vào những video kế tiếp, chủ đề kế tiếp và tựa game kế tiếp. Hẹn gặp anh em vào khả năng là nếu mà tối mà rảnh rảnh thì mình sẽ làm thêm cái phân tích về lưu thiện, hoặc là sẽ làm chút vui vui về vấn đề thuộc diện là cái khu vui chơi đấy. Thôi ba anh em, hẹn gặp anh em vào clip tiếp theo.